Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyên nha. Thì hôm nay quay trở lại với video, ngày hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu cho mọi người một cái dòng Vespa Adrian của đầu năm 2023 và cái mẫu sau nó có những điểm nào khác nhau và mình nên lựa chọn cái mẫu nào nó sẽ phù hợp hơn ha. Và trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay thì em xin giới thiệu một tí, hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh của Piaggio Motor miền Nam và em đang đứng tại địa chỉ là 369 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra bên em còn có một chi nhánh nữa là ở 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu mà khách hàng đang ở gần khu vực 2 khu vực em đã nêu trên đó thì mình có thể tới trực tiếp cửa hàng để mình có thể xem xe và trải nghiệm tất cả các dòng xe của Piaggio thực tế luôn ha. Rồi, để tránh làm mất thời gian của mọi người thì bây giờ mời mọi người cùng đi vào chi tiết với em luôn nha. Đây, hiện tại bây giờ em sẽ nói là 6 điểm khác nhau của cái hai cái dòng xe này ha. Thì đầu tiên mọi người nhìn cái mẫu xe bên phải em đây nè, là một cái mẫu xe mà nó thiết kế thật là nhẹ nhàng và đơn giản. Đây, những cái đường viền đây là nó đi theo màu mạ rơm cho mình ha. Nhìn chiếc xe nó sang trọng thanh lịch hơn. Đây, nhìn thấy á. Và bên tay trái em đây là một chiếc xe rất là cứng cáp và cũng như là cứng cáp mạnh mẽ. Cái xe này thì dành cho anh chị nào mà mình thích cái sự cá tính á, mình đi cái mẫu này nó sẽ phù hợp ha. Những cái đường viền của nó nè tạo nên một cái sự chắc chắn của chiếc xe của mình. Rồi, thì đi vào chi tiết hơn nữa thì đầu tiên mọi người nhìn vào nè, cái chi tiết đầu tiên á là cái viền đèn hậu ha. Viền hậu, viền và đèn hậu phía sau được thay đổi, bên này là đen nha, bên này thì nó sẽ là mạ rơm, còn bên này nó sẽ là màu đen. Thì nhìn cái mẫu này thì mọi người nhìn vô nó sẽ có điểm nhấn hơn, nó cứng cáp hơn ha. Còn riêng cái mẫu này nhìn nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn một xíu. Cái điểm khác biệt thứ hai là cái gương này mọi người, cái gương là cái nhìn rõ nhất nè. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ha. Đây là cái gương này được đen sơn đen nhám nha. Mẫu này là đen nhám, còn cái mẫu này á là mạ rơm. Thì nhìn cái mẫu này nó sẽ sáng hơn mọi người, nó sẽ sáng hơn so với cái mẫu này nha. Tại vì cái gương này sơn cái màu nhám á mọi người, nên là nhìn nó sẽ hơi tối. Cái điểm thứ ba nữa là về cái viền mọi người. Đây, về cái viền xe thì cái mẫu này á, viền của nó là mạ rơm, còn cái mẫu bên tay trái đây là viền của nó là màu đen. Đó, mọi người nhìn vào chiếc xe mọi người thấy cái bảng màu đen nó sẽ có một cái tính đặc điểm riêng của nó. Và cái mẫu màu trắng này nó sẽ có những cái nhẹ nhàng đơn giản hơn cho chị em mà thích sự thanh lịch ha. Rồi, cái điểm thứ ba mọi người là về cái tay dắt. Đây, còn được gọi là cái cản sau ha. Cản sau của cái mẫu này thì được đi đen luôn cho mình ha. Đi đen luôn. Đó, còn đối với bên này mọi người thì nó sẽ là vẫn là mạ rơm này ha. Rồi, cái điểm thứ 6 mọi người, điểm cuối cùng đó là về cái Oppo. Đây, Oppo của cái mẫu này á lại được lên một cái màu đen nhám luôn ha. Nhìn xe mình nó sẽ sạch sẽ hơn. Còn đối với cái mẫu này mọi người, nó sẽ đi cho mình một cái đây nè, màu trắng nó mạ rơm ha. Đó. Nói chung là hai cái mẫu xe này mọi người nó sẽ có một cái sự đẹp riêng, nó nét đẹp riêng của nó ha. Ví dụ cái mẫu bên tay phải em đây nè là nó đi theo một cái sự thanh lịch, nhẹ nhàng, đơn giản. Còn cái mẫu bên tay trái em đây mọi người thì nó sẽ đi theo một cái phong cách cá tính ha, thể thao. Đó, mỗi nếu mà khách hàng nào đang thích cái sự nhẹ nhàng đơn giản thì mình có thể chọn cái mẫu bên tay phải em đây. Còn khách hàng nào mà mạnh mẽ hơn thì mình có thể chọn được cái mẫu bên tay trái em đây ha. Thì hai mẫu này á, đối với 125 phân khúc hiện tại nó đang bằng giá bán với nhau mọi người là 84.800.000 chưa bao gồm chi phí ra biển số nha. Còn đối với 150 á thì nó sẽ là 97.800.000 chưa bao gồm chi phí ra biển số. Nếu mà khách hàng nào đang mình hay đi khu vực trong Sài Gòn á, mình thích sự nhẹ, chậm nhẹ thì mình có thể lấy 125. Còn nếu mà khách hàng nào thích sự tốc độ thì mình có thể lấy 150 để mình chạy cho nó nhanh ha. Và sau cái video ngày hôm nay ấy, thì khách hàng nào mà đang quan tâm tới tất cả các dòng xe Piaggio Vespa thì cứ liên hệ trực tiếp với số hotline của em. Em có để trên góc màn hình đó mọi người là 058 657 3896, hoặc là kết bạn Zalo, em có thể hỗ trợ mọi người cách tính chi phí ra biển số chi tiết luôn nha. Còn bây giờ nếu mà mọi người xem video hôm nay của em thấy ý nghĩa và hay thì mọi người cho em một like, một subscribe để em có động lực ra nhiều video hơn nữa nha.